Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của DAC1VA. Và video hôm nay mình sẽ làm về con Kitlaw. Nhưng mà bữa mình có làm video về Kitlaw rồi nhưng mà mới level 80 anh em. Thì bữa nay mình sẽ làm Kitlaw level max nha anh em. Và nói con này mà lên max, ôi nó ba kinh khủng. Tôi thấy chơi con này đã vãi rồi anh em. Kiểu anh em đổi hệ, đổi dạng các kiểu. Đổi nhân vật thôi, chứ không phải đổi hệ, đổi dạng như mấy con ex khác nha anh em. Thì con ex này tôi phải nói là đang phải gọi là đứng top đầu luôn á anh em. Top đầu của game này luôn á. Nó ngang ngửa với Nika luôn anh em. Thì con này nó vừa cơ động nè, vừa đam to nè, vừa đấm xuyên giáp nè. Rồi này nè, con này đấm xuyên chỉ số phòng thủ nè. Con lo là đấm xuyên cái chỉ số giảm mấy cái con tướng mà có giảm đam anh em. Đó. Nên con này chơi hệ nào cũng ngon hết anh em. Ok. Thì nói sơ qua về mấy đồ đi. Cái đồ thì mình dùng set ba lù. Ba lù chuẩn luôn anh em, ba lù dress. Đây. Lù ghi 4 nè. Lù lo nè, với lại Lucy. Set này thì phải ngon, một trong những set ngon nhất game rồi anh em. Ok, thì cái set này chắc anh em ai cũng biết hết rồi. Ok, đó là phần medal. Phần skill với chay thì chắc ở video level 80 tôi cũng có nói rồi. Thì anh em có thể coi lại nha. Ok, thì đó là medal. Phần sport thì đây, ưu tiên attacker nè. Ưu tiên strawhead mirai nè. Ưu tiên New World nè, này ưu tiên ba dòng đó, Attacker, Strawhead Mirai với lại New World. Đó. Nó sẽ tăng đam rất là nhiều cho con này nha. Strawhead là giảm đam chí mạng. Attacker là tăng đam crit với lại tăng thêm 200 chỉ số tấn công nữa. Rất là ngon nha em. Ok, sơ qua về medal với lại sport vậy thôi. Tại vì có video level 80 tôi cũng có làm hết rồi em. Nên em có thể tham khảo thêm bên video đó nha. Ok. Ok, rồi với gameplay đầu tiên nha anh em ơi. Nó là con Kitlaw này tôi chơi, tôi cảm giác nó là phải gọi là thuộc hạng dạng top bây giờ luôn anh em. Phải tôi chơi tôi thấy con Kitlaw này chơi còn đã hơn cả con Mika nữa anh em. Này đúng kiểu one shot one kill rồi cơ động rồi runner kiểu rút cờ kẻ che mấy thằng ở trong cờ luôn, ngon vãi nồi. Đây đây cứ lấy cờ trước là tính nha. Xong rồi mình bật skill 2. Thấy chưa, skill 2 lo là bất tử. Đây skill 1 kích cũng là bất tử. Ê da, nó chạy rồi. Sao anh em chơi con này anh em nhớ bắn thường nhiều anh em. Bắn thường với tung skill chúng là anh em sẽ được tăng chỉ số phòng thủ lên nha anh em. Ok ok. Mấy cái kè đâu, Ây da. Anh em thấy không? Anh em chỉ số phòng thủ cao là địch quýnh anh em có 1-2 máu à. Bum đi ca rồi sao vô đây, tao cần hết. Tao cần hết. Ok chua. Đi ca với chúng tôi. Đi đầu nha. Má nó đấm cái xem mình chết hết luôn. Không sao. Má chào X. Không sao. À, mày phản đòn. Mày phản đòn. Rồi. Phản đòn là đi. Đi cam phản đòn hụt là đi. Anh em thấy không? Chuyển dạng liên tục. Kisha. Ủa là không chết thì châu vậy. Con này anh em chỉ cần nhấn giữ nút quýnh thường là nó sẽ chuyển dạng nha anh em. Ok. Em nãy giờ mình đứng cận. Không thể chết được. Lại phản đòn, ok. Bồ mình sao lại quýnh cái phản đòn. Ồ, anh em thấy không? Anh em tích tối đa cái chỉ số phòng thủ lên. Nika quýnh em cũng có 1-2 máu rồi anh em.
sao sao chờ tim boost, chờ tim boost hồi máu, chờ tim boost hồi máu. Ờ hút phục nha, hút phục nha, hút phục nha. À rồi, mất né là tốt, mất né là tốt, mất né là tốt. Nika, Nika sao? À, Nika này gà rồi, Nika, Nika phản đòn, phản đòn, phản đòn hộp. À, mất né là tốt rồi nè. Ây da, ây da, ây da, ây da, con chích nó không có kháng hiệu ứng nè mọi. Có con lo nó mới có kháng hiệu ứng thôi nè. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. À, mình đứng đây mình cam cờ này luôn em, bất tử anh em. Bất tử. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Không sao, không sao. Né. Headshot, 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 lo. À, ảo vô anh em. À, 9.000 điểm, ok chưa? À, biến hóa ảo diệu luôn. Nhẹ 9.000 điểm nha. Ok. À, đứng quẩy ở nhà cờ địch từ đầu game tới cuối game luôn, không chết nổi luôn anh em. À, như con quái vật thực sự. Ok, game thứ hai nào. À, thấy anh em thấy chân này đã không? Kiểu biến hóa liên tục được anh em, nó có hai thanh máu luôn ha, như kiểu anh em chơi được hai mạng vậy anh em. Hai thanh máu mà hai con này đem con nào cũng to rồi, có chiêu bất tử đấm xuyên dép xuyên đép không à. Ok, tôi tự tin tôi qua thẳng bên nhà địch chơi luôn, không lấy dèo. Ok chưa nè, quá dễ, mất né là tốt. À, đứng nút cờ. Đứng. À, à. Nè. Nè. Đổi dạng. Đấy, anh em tung hết skill anh em cứ đổi dạng thôi. À mất né. Mất né là tốt. Mất né là tốt. À, à. Nika, Nika. Mày đấm ai, mày đấm ai. Phóng đi, phóng đi. Phóng đi. Ây da, ây da, ây da. Né hồi lỗi, né hồi lỗi. Sao, 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 tôi sửa được, tôi sửa được. Nè. Nó lấy ra mày. Con mắt tao quấn thằng Nika nhưng mà tao vẫn lé lé qua tao nhìn mày á. À, cao cao tơ ngu, cao tơ ngu, cao tơ ngu. Anh em thấy không? Con Nika á, cái điểm yếu của nó là mấy thằng mà lạm dụng cao tơ nhiều quá là dễ bị chết ngược lắm em. Anh em cứ đợi nó mà bật cao tơ á, xong rồi anh em đợi cái khúc mà nó hất cái miếng đất lên nha. Phải thấy cái miếng đất rồi anh em mới xả skill cho nó sau, đúng không? Đó, đó là cái cách mà anh em chơi khi mà gặp Nika. Gì đây? À, làm gì đây? Rồi, mất né đúng không? Mất né là tốt. Mất né là tốt, mất né là tốt. Ok chưa? Đơn giản vậy thôi. À, con này bắn bắn thường là anh em được hồi skill 1 nữa nha anh em. Hồi đó, anh em thấy không? Kích bắn thường là hồi skill 1 nha anh em. Mà phải dính nha anh em. Đây, chuyện dạng, chuyện dạng. À, má nãy giờ mình đứng mình quẩy bên cờ địch hoài luôn anh em, má không ai giết được mình luôn. Ha, à, mất né mất né mất né mất né, nhưng mà nó còn tơ. À, mày không xài tơ. À, yeah, yeah, nó vẫn xài kịp kìa. Mà bắn tới không? Tao đứng đây nè, bắn tới không? Ừ, bắn đi, bắn đi. À, mất né mất né mất né, mất né là cút, mất né là cút. Ô, trời, quá dễ luôn. Quá dễ luôn anh em ơi. Bắn đi, bắn mạnh lên, bắn mạnh lên. Bắn mạnh lên. Bắn mạnh lên. Bắn mạnh lên. Rồi sao mày? Rồi sao? Rồi tao đứng ra đây rồi mày bắn tới không? Mày bắn tới không? 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 Rồi, rồi. Ê, né dễ mà không buff đốt ta. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Rỉa đi, rỉa đi, rỉa đi. Rồi để coi, mày lấy được cái cờ nào không? Để coi, để mất né là cốt, ok chưa? Nào, để coi mày lấy được cái cờ này không? À, mất né, mất né, mất né. Mất né là cốt, ok chưa? À, đứng kèm bên cờ địch luôn anh em ơi, không chết được. Thằng nào ra cũng tiếp, thằng nào ra là tiếp, thằng nào ra là tiếp chưa hết. Đó, đã luôn anh em ơi. Ok, gameplay thứ 3 nè anh em. À, anh em thấy con kích lo này nó ảo diệu cho anh em. Con này tôi thấy xứng đáng hơn, xứng đáng để chơi hơn con Nika đó nè.
kè chơi chán quá anh em. Anh kè cứ đứng bấm chiêu, có chiêu là bấm là có mạng. Con này chịu chơi mình vận động nhiều hơn anh em. Mình bay nhảy, mình chuyển dạng, mình đi đấm nhau này kia, chơi nó đẻ tay thôi. Gì đây, có khách không mời. Đâu ra đây. Ây da, máy chủ quan quay. Sao? Rồi cũng phải trả lại, mất né là cút, ok chua. Ok, trước sau dùm rồi. Rồi mày chạy đi đâu? Chắc mày ăn máu luôn á. Giết mày thêm lần nữa cũng được nè. Dạ, nó né được. Nhưng mà sao mày né được cái skill này đúng không? Wow, chuyển dạng liên tục mà, cái đôi chóng mặt luôn à. Má quýnh cái đôi chóng mặt luôn anh em. Đổi dạng liên tục mà. Đây, sang đúng không? Sang đúng không? Rồi sao? Sang có nhảy vô đây không? Có nhảy vô không? Mày vô đây là chết á. Mất né là mày chết á. Tao nói mày mất né là mày chết đó sang. À, hai sang. Ây da, nó né được. Vô đây, tôi thích sang lắm, quýnh đi. Tôi có mất máu đâu. Quýnh mạnh lên. Quýnh mạnh lên sang ơi. Không có mất máu đâu sang ơi. Đấm mạnh lên. Mất né là cút chưa sang ơi. À, sang quýnh mình không mất giọt máu nào luôn anh em. Team boost quýnh mà không mất máu luôn. Má nó đã, nó phê. Má một mình quẩy 3-4 thằng luôn. Rồi sao nữa. Rồi mày có được win được không? Mày có win được không? Mất né. À mày vẫn còn skill 2, ok. Rồi, coi giờ mày hết skill 2 mày làm gì? Để coi mày hết skill 2 mày làm gì? Rồi mày làm gì? Rồi, cái cờ này né nhẹ nè. Cút chưa? À, thằng này biết né, à, chạy luôn rồi. Ok, xin nhẹ 5G. À, lại sang. Mình bắn trước khi nó nhảy vô anh em, nó nhảy vô bị bắn, mình bắn ra luôn. Kéo tôi kẻ skill 1 sang. Rồi, cút chưa? Má sang quýnh mình như kiểu hồi máu tự động cho mình vậy. Quậy ác gì thiệt chứ. Nói thiệt chứ con skill 1 con chích là bất cứ con gì cũng bị sóc đem chết hết anh em ơi. Mika còn chết mà. Ui rồi 9000 điểm ok chưa anh em ơi. Mà hao quẩy đẻ cả tay anh em ơi. Ok, thì gameplay con chích lo của mình tới đây anh em.